Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các anh chị một người bạn rất thân thiết với nhạc sĩ Văn Cao sẽ lên tâm sự cùng quý vị và các anh chị những kỷ niệm trong những lần gặp gỡ với nhạc sĩ Văn Cao, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi thứ hai, đúng ra ngày này là ngày nghỉ của quán nhạc sĩ, nhưng mà các anh chị có mặt hôm nay thì chúng tôi đại diện với quán nhạc sĩ rất cảm ơn tất cả các anh chị. À, 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm nay thì anh Văn Cao mất, và người được báo tin đầu tiên của cái chết của anh Văn Cao là tôi, do gia đình là chị Văn Cao và con gái chị Văn, anh chị Văn Cao là Hương, tôi đã gặp năm 1985 ở tại Moscow là đang học ở Tchaikovsky về piano. Thì Hương là người luôn luôn biểu diễn tất cả những bài hát của anh Văn Cao. Cách đây 2 tháng, gần 2 tháng, tôi ở ngoài Hà Nội ra dự đại hội âm nhạc ở ngoài Hà Nội. Thì tôi có mời anh Văn Cao, tôi bảo thôi bây giờ anh Văn Cao ơi, tôi mua vé cho anh để anh vào Sài Gòn chơi. Bởi vì anh Văn Cao thường nói như thế nào là mình thương anh em ở Sài Gòn nhiều nhất, và mình chỉ thấy Sài Gòn là cái đất mà mình có thể sống được, và tất cả mọi người đều yêu thương mình nhất là Sài Gòn. Tôi bảo như vậy thôi, mai em mua vé cho anh đi vào đấy. Anh bảo là năm 5 tuổi của anh cũng nhận đi. 5 tuổi là còn 5 lẻ là sao? 73 tuổi. Đối với thời đại này, 72 tuổi, 3 tuổi thì tôi nghĩ rằng cũng phải là nhiều lắm. Bởi vì bằng chứng là cái hôm đưa đám tang của anh Văn Cao, thì những người đưa đám tang của anh Văn Cao thì có những người đã 80, 85, 87, 88. Những lần chúng tôi ra thì thường thường là cái nhóm những người, nhóm những cái bạn, tôi, Thanh Tùng, anh Từ Huy, Nguyễn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện, tất cả mọi người đến thăm anh, ngủ rượu với anh. Anh nói có thể tôi thương tụi mày lắm, không bao giờ có những người nào mà trẻ trung mà đầy tấm lòng đối với mình nhiều hơn những người bạn của Sài Gòn. Thì anh rất muốn đi, nhưng mà tôi mời anh đi xong rồi anh bảo là đi được 5 tuổi anh sợ lắm. Anh nói thôi, 1996 thì anh sẽ vào Sài Gòn. Không ngờ là 95 và anh đã đi, bỏ đi. Và anh có hứa như thế này, tụi mình thì còn thừa sức, là thế kỷ thứ 1 là thế kỷ của tụi mình, có lẽ còn làm được nhiều việc lắm. Tôi bảo là anh đây là tốt, nhưng cuối cùng cái lời thề của anh đối bọn này không tròn và không đến được cái điều mà anh muốn là thế kỷ thứ 21, còn 5 năm nữa thôi. Có nghĩa là tất cả những cái điều mà tôi đã sống và nó cao, và nhà văn Nguyệt Tuân, họa sĩ Bùi Xuân Phái, tôi cho đó là những người sau cùng của một cái thế hệ mà đầy tài năng và đầy tấm lòng đối với cuộc đời. Tôi tự cho những người đó là những mũi con trong cuộc sống này. Và Văn Cao mất, tôi có viết một bài tôi lấy cái tên là Lời đẹp như đi mũi con. Bây giờ Văn Cao là người đẹp như đi mũi con. Và tôi chỉ tiếc một điều là tôi còn nhiều dịp ra Hà Nội nữa, và tôi không biết mình sẽ tá túc ở một nơi nào để cùng uống rượu chung cùng người bạn phong niên, đó là người bạn lớn của chúng tôi, lớn tuổi và kết làm anh em bạn phong niên trong cuộc đời này. Thì thứ tư cuộc đời đánh mất hết tất cả mọi người, và tôi
Tôi nghĩ cũng buồn, nhưng mà cuộc đời ai cũng phải ra đi. Ngày đó tất cả tôi ra đi, các bạn cũng sẽ ra đi. Để lại cuộc đời này cho ai? Tôi nghĩ sẽ để lại cuộc đời này cho những con người biết trân trọng những đóng góp và những tấm lòng đã mang đến cho chúng ta những câu hát, những bài thơ, những bài nhạc, những bài văn hay ho trong cuộc đời này. Và tôi hy vọng cái tuổi trẻ lớn lên sẽ đừng phụ bạc những cái đóng góp của tất cả những người được sinh ra ở đời này đã mang đến cho chúng ta những món quà tặng rất là đáng trân trọng, đáng yêu dấu. Những bài hát Thiên Thai, Suối Mơ, Biển Xuân, Quyền Văn Cao, hoặc là những bài văn của nhà văn Nguyễn Tuấn, hoặc là những bức họa của Bùi Sinh Phái. Chúng ta biết trân trọng cái đó bởi vì sao? Một thời đại chỉ sinh sản ra một số người rất ít mang lại cho chúng ta những quà tặng, và những quà tặng đó là những đóng góp cho cuộc đời và đóng góp cho tâm hồn chúng ta biết thượng nguồn, yêu nó và cảm thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn. Và đêm nay là đêm thứ tư chúng tôi tổ chức đêm nhạc Văn Cao. Và tôi nghĩ như vậy này, trong tâm hồn của các bạn, mỗi người tự để dành một phút mặc niệm để dành cho anh, mà không cần phải mặc niệm một cách bên ngoài, chỉ trong lòng chúng ta, mỗi người để dành một phút ở trong tâm hồn chúng ta mặc niệm và nghĩ về Văn Cao. Xin cảm ơn tất cả các bạn.